tin trưa ngày 20 tháng 10. Xin kính chào quý vị, Hằng Lâm rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong bản tin trưa nay ngày 20 tháng 10. Chúc quý vị buổi trưa an lành và cùng theo dõi bản tin trưa nay với những nội dung chính sau đây. Tin Việt Nam, Phú Thọ đã có 154 ca nhiễm trong 23 cụm dịch, tập trung phòng dịch tại trường học. Hà Nam thêm 21 ca nhiễm, hơn 4.100 người đang cách ly. Cụm dịch Bỉm Sơn đã tăng lên 100 F0, phong tỏa cụm dân cư ở thành phố Sầm Sơn có liên quan. Quảng Nam thêm 12 ca nhiễm tại hai huyện miền núi, cho học sinh một huyện nghỉ học. Hai trường đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh mở cửa, giãn cách tách lớp là bài toán nan giải. Nhiều nông thủy sản Việt bị cảnh báo dư thừa hóa chất khi xuất sang EU. Tin thế giới, Anh Quốc không từ chối đầu tư của Trung Quốc. Tiêm kích Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông. Nhóm hacker liên quan đến Trung Quốc tấn công mạng di động khắp thế giới. Băng đảng Haiti đòi Mỹ 17 triệu đô la Mỹ tiền chuộc con tin. Tại Mỹ, 21 hành khách sống sót thần kỳ khi máy bay bốc cháy. Và sau đây là thông tin chi tiết. Tin tại Việt Nam. Thưa quý vị, trong những ngày gần đây, một số địa phương tại miền Bắc và Trung Việt Nam như Phú Thọ, Thanh Hóa, Nam Định, Đà Nẵng và Quảng Nam đã liên tiếp xuất hiện những cụm dịch mới, nguy cơ dịch bệnh có thể lan rộng. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho rằng cần khoanh vùng càng hẹp càng tốt. Các địa phương cần chuẩn bị kỹ phương án thu dung điều trị và cách ly F0, F1. Lưu ý không được xét nghiệm đại trà nhưng cần có xét nghiệm định kỳ nơi có nguy cơ cao theo quy định của Bộ Y tế. Sau đây là tình hình dịch bệnh tại một số tỉnh thành. Tại Phú Thọ đã có 154 ca nhiễm trong 23 cụm dịch, tập trung phòng dịch tại trường học. Hôm qua ngày 19 tháng 10, tỉnh này đã xác nhận 26 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc kể từ ngày 13 tháng 10 đến nay là 154 ca trong 23 cụm dịch thuộc thành phố Việt Trì, huyện Lâm Thao và huyện Phú Ninh. Hiện chưa xác định được nguồn lây và giới chức địa phương dự đoán số F0 vẫn sẽ tăng trong những ngày tới. Toàn tỉnh có 63 giáo viên và học sinh nhiễm COVID-19. Riêng tại hai trường tiểu học và trung học cơ sở Châu Hóa có 45 học sinh và 4 giáo viên là F0. Các trường thuộc thành phố Việt Trì và 3 huyện Lâm Thao, Phù Ninh, Tam Nông cùng với 15 trường thuộc huyện Thành Thủy đã cho học sinh dừng đến trường. Cơ quan y tế đang phối hợp cùng với ngành giáo dục để tìm kiếm người liên quan, đồng thời bảo đảm an toàn cho các trường vẫn đang học trực tiếp. Phú Thọ hiện đang điều trị cho 159 bệnh nhân. Toàn tỉnh đang ở cấp độ dịch thứ 2. Bắt đầu từ 6 giờ hôm nay ngày 20 tháng 10, tỉnh này cũng đã tạm dừng 10 chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19 tại các cửa ngõ ra vào tỉnh. Đồng thời, tỉnh giao Ủy ban Nhân dân các huyện, thành, thị, nơi có địa điểm đặt chốt cũng tạm dừng hoạt động. Tại Hà Nội, ngày 19 tháng 10 xác nhận thêm 5 ca nhiễm, trong đó có 4 ca từ vùng dịch về, 1 ca liên quan đến Bệnh viện Việt Đức. Một trong số ca nhiễm có một bé gái 2 tuổi, hiện tổng số ca nhiễm của thành phố là 4.612 ca. Ngày qua, CDC Hà Nam cũng xác nhận 21 ca nhiễm mới. Như vậy, tính từ ngày 19 tháng 9 đến nay, tổng số ca nhiễm tại tỉnh này là 708 ca, trong đó có 54 ca nhiễm cộng đồng. Hiện tại, toàn tỉnh còn gần 800 F1 đang cách ly tập trung và hơn 3.300 F1 cách ly tại nhà. Vẫn duy trì 270 chốt liên ngành, kiểm soát dịch tại các khu vực phong tỏa có dịch. Cụm dịch tại Bỉm Sơn đã tăng lên 100 F0, phong tỏa cụm dân cư ở thành phố Sầm Sơn có liên quan. Ngày 19 tháng 10, CDC Thanh Hóa công bố thêm 23 ca nhiễm mới, trong đó có 16 người liên quan đến cụm dịch thị xã Bỉm Sơn và 7 người trở về từ vùng có dịch. Cụ thể, tại cụm dịch thị xã Bỉm Sơn đã ghi nhận thêm 15 ca nhiễm, nâng tổng số bệnh nhân lên 100 ca. Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm, cách ly các trường hợp F1 và F2. Còn một bệnh nhân ở thành phố Sầm Sơn, trước đó đã tiếp xúc với bệnh nhân cụm dịch thị xã Bỉm Sơn. Người này là nhân viên làm việc tại sàn giao dịch bất động sản I Our Home, phường Quảng Tiến. Thành phố Sầm Sơn đã lập tức phong tỏa cụm dân cư nơi bệnh nhân sinh sống gồm có 3 hộ dân với 12 nhân khẩu ở phố Quảng Giáp, phường Trung Sơn. Chính quyền địa phương đã tìm kiếm cách ly tập trung 18 F1 và cách ly tại nhà 18 F2. Tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay, Thanh Hóa đã có 727 ca nhiễm, trong đó có 5 ca tử vong.
Đà Nẵng thông tin lịch trình di chuyển nhiều nơi của 2 ca F0. Sau 4 ngày không có ca nhiễm nào, thì hôm qua ngày 19 tháng 10, thành phố Đà Nẵng đã xác nhận 2 ca nhiễm mới tại phường Tân Chính, quận Thanh Khê. Bệnh nhân thứ nhất về từ thành phố Hồ Chí Minh trên chuyến bay Vietjet 632 vào ngày 14 tháng 10, số ghế D8 đã tiêm 2 mũi vaccine AstraZeneca. Bệnh nhân thứ hai là F1 của bệnh nhân thứ nhất sống cùng nhà đã tiêm 1 mũi vaccine COVID-19 vào ngày 27 tháng 8. Sở Y tế đã ra thông báo những thông tin cơ bản về lịch trình di chuyển của 2 bệnh nhân, yêu cầu những người liên quan liên hệ đến cơ quan y tế gần nhất để được hướng dẫn. Ngày 15 đến ngày 16 tháng 10, hai bệnh nhân này cùng dự đám tang tại 259 Lê Duẩn, phường Tân Chính và cùng đoàn đưa tang từ 259 Lê Duẩn đến Nghĩa Trang Hòa Sơn. Khoảng 7 giờ ngày 18 tháng 10, tiệm bánh mì Đồng Tiến trên đường Ông Ích Khiêm, đoạn gần siêu thị Go Big C, cũ Đà Nẵng, gần các tiệm bán đồ điện. Khoảng 7 giờ ngày 19 tháng 10, quán cháo cá trên đường Hùng Vương, đoạn gần siêu thị Go Big C, cũ Đà Nẵng. Ngoài ra, bệnh nhân thứ nhất có đi xe taxi hãng Daco từ sân bay Đà Nẵng về 259 Lê Duẩn vào khoảng 16 giờ 10 phút ngày 14 tháng 10. Tại Quảng Nam, thêm 12 ca nhiễm tại 2 huyện miền núi cho học sinh một huyện nghỉ học. Ngày 19 tháng 10, tỉnh Quảng Nam đã ghi nhận thêm 12 ca F0 tại 2 huyện miền núi Phước Sơn và Nam Giang, nâng tổng số ca nhiễm của tỉnh trong một tuần qua lên 196 ca. Riêng trường Trung học Phổ thông Dân tộc Bán Trú và Trung học Cơ sở Phước Chánh, huyện Phước Sơn hiện có khoảng 320 học sinh, giáo viên cách ly tập trung. Trước ảnh hưởng của dịch bệnh, huyện này đã cho toàn bộ học sinh nghỉ học đến hết tuần này. Quảng Nam hiện có tổng số ca nhiễm là 1.034 ca, trong đó có 12 người đã tử vong. Hai trường đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh mở cửa, giãn cách tách lớp là bài toán nan giải. Ngày 19 tháng 10, Sở Giáo dục Đào tạo và Sở Y tế đã chấp thuận cho học sinh một số khối lớp của trường Tiểu học Thành An và Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông Thành An, huyện Cần Giờ đi học lại từ hôm nay, ngày 20 tháng 10. Học sinh ở các lớp 1, 2, 6 và 12 đã được xét nghiệm COVID-19 sáng qua. Mỗi tuần các trường sẽ xét nghiệm một lần, mỗi trường sẽ diễn tập xử lý tình huống nếu có ca nhiễm, thành lập tổ an toàn COVID-19. Theo ghi nhận từ báo Tuổi Trẻ, ngày đầu đến trường của năm học 2021-2022, các em học sinh đều vui vẻ và nô nức. Các em đeo khẩu trang đến trường, khi đến cổng được đo thân nhiệt và sát khuẩn tay. Liên quan đến vấn đề mở lại trường học, một số nơi tại thành phố Hồ Chí Minh vấp phải khó khăn khi mà số lớp và số học sinh tối đa trong mỗi lớp phải dưới 50% số lượng theo quy định. Tiêu chuẩn hiện hành đối với lớp tiểu học là 35 em, lớp trung học cơ sở trung học phổ thông là 45 em. Ông Nguyễn Đình Độ, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Thành Nhân cho rằng yêu cầu này đã biến một trường thành hai trường, đồng nghĩa là giáo viên, nhân viên phải tăng thêm hoặc phải làm việc gấp đôi. Như vậy, số tiền lương cũng phải tăng lên. Nhiều trường lo ngại thiếu ngân sách. Chưa kể, biên chế giáo viên ở hầu hết các trường chỉ vừa đủ cho các tiết dạy trong điều kiện bình thường, nên việc tăng thêm là rất khó. Với nhiều trường, chia tách là bất khả thi vì không đủ phòng học. Nhiều nông thủy sản Việt bị cảnh báo dư thừa hóa chất khi xuất sang EU. VN Express ngày 19 tháng 10 đưa tin, gạo ST25, lô đùi ếch, bưởi của Việt Nam khi xuất sang EU có dư lượng hóa chất nông nghiệp vượt quá mức quy định. Vào ngày 6 tháng 10, Bộ Công Thương cho biết một công ty xuất khẩu đã thu hồi một lô gạo ST25 của một thương hiệu Việt tại Bỉ. Lô hàng này có mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật chai Cyclazo là 0,017mg trên kg. Theo tiêu chuẩn của EU thì mức dư lượng tối đa cho phép là 0,01mg trên kg. Cơ quan Y tế Hà Lan phát hiện hóa chất Chlorpyrifos etin trong lô hàng mướp đắng. Tây Ban Nha cũng phát hiện chất cấm Propanopos của công ty này. Trong khi đó, vào tháng 9, Pháp và Thụy Sĩ phát hiện các chất nitrofurans trong lô hàng đùi ếch đông lạnh. Do mức độ rủi ro được đánh giá là nghiêm trọng nên Pháp thu hồi, còn Thụy Sĩ đã tiêu hủy luôn sản phẩm. Na Uy cũng thu hồi lô hàng bưởi nhập khẩu từ Việt Nam do chất propagai phenobucap vượt quá mức cho phép của EU. Nitrofurans là một nhóm thuốc thường được sử dụng làm thuốc kháng sinh hoặc thuốc kháng vi sinh vật. EU xếp vào chất cấm không được phép sử dụng. Chất propagai là thuốc trừ sâu thường được sử dụng để trừ nhện. EU quy định mức dư lượng từ 0,01 đến 4mg trên kg.
Còn Phenobucap là thuốc trừ sâu thường được sử dụng để diệt rầy nâu, sâu cuốn lá, đục thân. Mức dư lượng tối đa cho phép là 0,01mg trên kg. Trước những cảnh báo trên, Bộ Công Thương, Bộ Y tế Tây Ban Nha, các cơ quan liên quan tại các cửa khẩu EU đều đã được thông báo và sẽ nâng cao các biện pháp kiểm dịch đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam. Văn phòng thông báo và điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ kiểm dịch động thực vật Việt Nam khuyến cáo các doanh nghiệp cần nắm vững quy định của nước nhập khẩu và tuân thủ nghiêm ngặt để đảm bảo không bị thu hồi, cảnh báo vi phạm, tránh ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp. Mời quý vị cùng chuyển sang phần tin thế giới. Anh Quốc không từ chối đầu tư của Trung Quốc. Hôm 19 tháng 10, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết sẽ không từ chối các khoản đầu tư của Trung Quốc. Trong buổi phỏng vấn với Bloomberg, ông Johnson đã nêu bật tình thế tiến thoái lưỡng nan liên quan đến Trung Quốc mà nhiều nhà lãnh đạo phải đối mặt. Phát biểu của Thủ tướng được đưa ra trước thềm một hội nghị tài chính toàn cầu mà nước Anh chủ trì. Ông Johnson cho biết muốn đưa ra thông điệp nước Anh mở rộng cửa cho giao thương và đầu tư vào thời hậu Brexit. Theo nhà lãnh đạo, sẽ khó làm được điều này nếu không duy trì quan hệ với Bắc Kinh. Thủ tướng Anh nhấn mạnh sẽ duy trì cách tiếp cận thận trọng với Trung Quốc mà chính phủ Anh đã mô tả là một đối tác cạnh tranh có tính hệ thống. Ông Johnson khẳng định Anh sẽ không ngây thơ trước sự tiếp cận của Trung Quốc với những vấn đề liên quan tới cơ sở hạ tầng quốc gia trọng yếu như điện hạt nhân hay mạng 5G. Tuy nhiên, Thủ tướng Johnson vẫn chịu nhiều sức ép từ chính các nhà lập pháp thuộc đảng bảo thủ của mình, vốn cho rằng cần phải cứng rắn hơn với các khoản đầu tư từ Trung Quốc. Tiêm kích Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông. Hôm qua ngày 19 tháng 10, trang tin Trung Quốc đưa thông tin về việc các nhóm tiêm kích của Hải quân nước này mới đây đã thực hiện các cuộc tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông. Cuộc diễn tập tấn công chính xác nhằm mục đích kiểm tra khả năng thực hiện nhiệm vụ của phi công trong điều kiện thời tiết phức tạp. Trong video được công bố, một số tiêm kích bom mang nhiều loại vũ khí đã cất cánh với tốc độ cao. Để tránh sự dò tìm của radar mặt đất và các cuộc tấn công của hệ thống phòng không, hạm đội máy bay này bay ở độ cao cực thấp. Khi đến khu vực đã định, những tiêm kích này nhanh chóng bay lên qua các tầng mây đến vị trí lý tưởng và thực hiện ném bom ngang dọc vào các mục tiêu. Sau khi kết thúc đợt tấn công đầu tiên, các máy bay chiến đấu quay trở lại căn cứ, sau đó lại cất cánh khi đã được tiếp nhiên liệu và tải bom. Cũng liên quan đến Trung Quốc, nhóm hacker liên quan đến Trung Quốc tấn công mạng di động khắp thế giới. Cùng ngày, công ty an ninh mạng của Mỹ CrowdStrike cho biết, một nhóm tin tặc tình nghi có quan hệ với Trung Quốc đã xâm nhập vào các mạng điện thoại di động trên khắp thế giới để đánh cắp hồ sơ cuộc gọi và tin nhắn văn bản. Phó chủ tịch công ty, ông Adam Meyer cho biết, công ty của ông đã thu thập được thông tin bằng cách ứng phó với sự cố ở nhiều quốc gia mà ông từ chối nêu lên. Ông Meyer cho biết nhóm của ông không cáo buộc chính phủ Trung Quốc chỉ đạo các cuộc tấn công của nhóm tin tặc. Nhưng ông cho biết các cuộc tấn công có mối liên hệ với Trung Quốc, bao gồm mật mã dựa trên phiên âm Hán Việt của các ký tự tiếng Trung, cũng như sử dụng các kỹ thuật giống như các cuộc tấn công trước đó của chính phủ Trung Quốc. Trung Quốc tại Washington không trả lời câu hỏi của Reuters, còn cơ quan an ninh mạng và cơ sở hạ tầng Hoa Kỳ cho biết họ đã biết về báo cáo của CrowdStrike và sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các nhà mạng của Hoa Kỳ. Nhóm tin tặc này đã hoạt động ít nhất từ năm 2016 và bị phát hiện sử dụng các công cụ tinh vi chưa từng thấy. Tiếp theo là cập nhật thông tin liên quan đến vụ bắt cóc xảy ra tại Haiti. Băng đảng Haiti đòi Mỹ 17 triệu đô la Mỹ tiền chuộc con tin. CBS News ngày 19 tháng 10 đưa tin, băng đảng Haiti tên là 400 Mavuzo đã đòi tiền chuộc 1 triệu đô la Mỹ cho mỗi người sau khi bắt cóc 17 nhà truyền giáo và thân nhân. Trong số 17 con tin có một người Canada, còn lại đều mang quốc tịch Mỹ. 5 trẻ em, bao gồm một em bé 8 tháng tuổi, số còn lại từ 3 đến 15 tuổi. Họ bị bắt cóc hôm 16 tháng 10 khi đang trên đường đến sân bay. Bộ trưởng Tư pháp Haiti ngày 18 tháng 10 cho biết, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI và cảnh sát nước này đang tìm kiếm 17 người và liên hệ với băng đảng 400 Mavuzo để đàm phán trả tự do cho các con tin. Các cuộc đàm phán có thể diễn ra trong nhiều tuần. Họ đang cố gắng để các con tin được thả mà không phải trả bất cứ khoản tiền chuộc nào, bởi nếu băng đảng nhận được số tiền đó, họ sẽ mua thêm nhiều súng đạn hơn. Từ đầu năm 2021 đến nay, Haiti đã xảy ra 600 vụ bắt cóc, tăng gần gấp 3 so với 231 vụ vào cùng kỳ năm ngoái. Một vụ tai nạn hàng không xảy ra tại Mỹ khiến máy bay bốc cháy, tuy nhiên 21 hành khách đã sống sót một cách thần kỳ.
Hôm 19 tháng 10, các quan chức hàng không Hoa Kỳ cho biết 21 hành khách đã thoát nạn một cách thần kỳ trong một vụ tai nạn cháy máy bay ở Houston. Chiếc máy bay tư nhân này đã lao vào hàng rào và bốc cháy khi đang cố cất cánh tại một sân bay nhỏ để tới Boston. Nhiều đám khói đen khổng lồ bốc lên từ ngọn lửa bùng phát dữ dội sau khi chiếc máy bay rơi xuống mặt đất. Cảnh sát trưởng Troy Guidry xác nhận với truyền thông địa phương rằng tất cả 21 hành khách và phi hành đoàn đều đã được đưa ra ngoài an toàn. Trong số đó, có một người phải nhập viện vì một vết thương ở lưng. Chuyển sang một số tin tức liên quan đến COVID-19. Moscow yêu cầu người trên 60 tuổi chưa tiêm chủng phải ở nhà. Hôm qua ngày 19 tháng 10 tại Nga, thị trưởng Moscow, ông Sergei Sobyanin tuyên bố những người trên 60 tuổi chưa tiêm chủng sẽ phải ở nhà trong 4 tháng tới. Ngoài ra, thủ đô của Nga cũng tái áp đặt hạn mức về số người làm việc từ xa và mở rộng quy định bắt buộc tiêm chủng đối với người lao động trong ngành dịch vụ. Các biện pháp dự kiến có hiệu lực từ ngày 25 tháng 10 và kéo dài đến ngày 25 tháng 2 năm sau. Số ca tử vong và số ca mắc COVID-19 hàng ngày tại Nga có xu hướng tăng trong vài tuần qua và lần đầu tiên số ca tử vong vượt trên 1.000 ca hồi cuối tuần trước. Hiện số ca tử vong tại nước này cao nhất châu Âu. Do số ca nhiễm và tử vong đều tăng đột biến, Phó Thủ tướng Nga bà Tatiana Golikova đề xuất triển khai một tuần không làm việc từ ngày 30 tháng 10, trùng với thời điểm diễn ra một kỳ nghỉ lễ kéo dài. Điện Kremlin vẫn loại trừ khả năng tái áp đặt phong tỏa toàn quốc như thời kỳ đầu đại dịch. Cũng hôm 19 tháng 10, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ cho biết Bộ trưởng Alejandro Mayorkas đã xét nghiệm dương tính COVID-19 và đang cách ly tại nhà. Ông Mayorkas đã được tiêm phòng đầy đủ và có triệu chứng nhẹ. Trước đó, hôm thứ Bảy tuần trước, ông Mayorkas đã tham dự lễ tưởng niệm các sĩ quan hòa bình hàng năm ở Điện Capitol cùng với Tổng thống Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden cùng với các quan chức khác. Tuy nhiên, Nhà Trắng cho biết họ không xác định có tiếp xúc gần với vị bộ trưởng vì buổi lễ tưởng niệm diễn ra ở ngoài trời. Và những thông tin trên cũng đã kết thúc bản tin trưa nay của Khỏe Tự nhiên. Nhân ngày 20 tháng 10, thay mặt cho ekip Khỏe Tự nhiên, xin được gửi lời chúc đến các bà, các mẹ, các cô, sức khỏe, niềm vui và thân tâm an lạc. Và chúc cho tất cả chị em phụ nữ lời chúc tốt đẹp, niềm vui và đảm đang. Cảm ơn quý vị đã đồng hành, quan tâm và tin tưởng, chọn nghe tin tức từ Khỏe Tự nhiên. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tối nay.